tư thế khuỵu gối. Đứng, hai chân dang rộng ngang vai, ưỡn ngực, hai tay đan lại phía sau lưng, thân trên giữ thẳng. Khi thở ra, từ từ cong đầu gối, hai chân khuỵu xuống, đùi từ từ khép lại cho tới khi đầu gối chạm vào nhau. Giữ nguyên tư thế này trong vài giây, thở đều, từ từ đứng thẳng lên, thả lỏng hai tay. Các bạn tập lại lần nữa. Đứng, hai chân dang rộng ngang vai, ưỡn ngực, hai tay đan lại đặt phía sau lưng, thân trên giữ thẳng. Thở ra, từ từ cong đầu gối, hai chân từ từ khuỵu xuống, đùi từ từ khép lại cho tới khi đầu gối chạm vào nhau. Giữ nguyên tư thế này trong vài giây, thở đều, chậm chậm trở lại vị trí ban đầu. Tư thế này thúc đẩy tuần hoàn máu và trao đổi chất, làm mạnh lực ở đùi, làm mềm dẻo xương cốt ở đầu gối, dự phòng chứng loãng xương, tăng cường thể chất.